mẹ bỉm Phạm Hương và Primi Trương đọ sắc, bức ảnh toát ra mùi tiền và quyền lực là đây. Kể từ khi trở về Việt Nam đến nay, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông lẫn khán giả. Mọi nhất cử nhất động của nàng hậu đều được dân mạng dõi theo. Cho đến mới đây nhất, dân tình đã được phen nháo nhào trước khoảnh khắc hội ngộ của hai mẹ bỉm quyền lực. Theo đó mới đây, phu nhân tổng giám đốc Phan Thành, Primi Trương khoe ảnh hội ngộ cùng Hoa hậu Phạm Hương. Được biết, cả hai là chị em thân thiết với nhau. Thời điểm Phạm Hương dự thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Mỹ, đích thân Primi Trương không ngần ngại khoảng cách địa lý để sang Mỹ cổ vũ cho Phạm Hương. Bởi thế nên trong lần về thăm Việt Nam này, Phạm Hương đã sang thăm bà xã Phan Thành. Primi Trương hài hước viết trên trang cá nhân: "Hai mẹ bỉm trốn con đi uống nước, nhưng mấy tiếng đồng hồ chỉ nói chuyện về em bé và bỉm sữa." Dẫu đã là mẹ bỉm và đã có tổ ấm riêng, song nhan sắc của Phạm Hương và Primi Trương vẫn thăng hạng theo thời gian, khiến netizen phải suýt xoa. Bên dưới bài viết, đông đảo dân mạng cũng đã để lại loạt lời khen cho nhan sắc của Phạm Hương và Primi Trương.